Hello anh em nha. Nay sáng ngày 7 tháng 12, chúc anh em một buổi sáng vui vẻ. Sáng nay thì em lên cho anh em xem một em trống A siêu thái, hiện tại là 2,4 kg nha, hơi nhỏ ký. Chặng đá con này khoảng tầm 2,7 kg thì nuôi đá được ha. Rồi, con này em để giá sinh viên cho anh em. Con này là em để giá 2 triệu nha, bao ship tất cả mọi miền cho anh em luôn nha. Rồi thì bữa giờ em clip thì em cũng nói nhiều rồi ha. Rồi hôm nay cho anh em xem gà và nghe nhạc thôi nha. Chào anh em.